Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay là test cái âm thanh bô Red Leo giả zin. Thì đây là cái logo mới nhất 2023 vào tháng 12 nha. Thì sẽ quay cho anh em xem. Thì cái cây bô này á là đang gắn lên cho chiếc Winner XV3 và sẽ gắn hoàn toàn dây zin cho V1 V2 luôn. Thì cái cây bô đây là sẽ là mà cái cổ nó mạ rơm nha, cổ 32 và gắn hoàn toàn dây zin luôn nè. Bây giờ mình sẽ test âm thanh cho cái anh em nghe. Và xe này là xe zin luôn nha. Thì đây là cái nổ ranh ti nè. Đó. Đây là cái tiếng nổ ranh ti. Cái âm thanh nó rất là đều và giòn. Thì anh em đi xe zin thì có thể đi trải nghiệm cái cây này. Thì giá của nó cũng khá là dễ chịu, chỉ 950 một cây. Và ngoài ra thì Nam đang gắn thêm cho cái xe này là một cái bộ Oppo mẫu Winner V1. Nhưng mà đây là cái hình dáng của bô Malai nha mọi người. Đó, bô Malai. Và nó sẽ có bộ này, nó sẽ có màu đen. Và đây là phần màu đen. Hoặc là anh em không thích màu full đen hết, anh em hãy đi đen bạc ha. Thì nó sẽ nhìn giống như cái màu của bô zin. Còn nếu mà anh đen hết đi cái này. Đó, rất đẹp ha. Âm thanh khá là hay. Rồi, thì anh em nào cảm thấy ưng thì có thể ghé bên cửa hàng mình để lắp nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.